Trong video sau đây, chúng ta sẽ nói về cách vẽ các biểu đồ thể hiện sự thay đổi của trung bình của kết cục định lượng theo thời gian. Vẽ biểu đồ này được dùng thí dụ của một nghiên cứu về lưu lượng dòng máu cánh tay forearm blood flow trong một nghiên cứu của Lan và cộng sự đăng trên tạp chí The New England Journal of Medicine. Trong nghiên cứu này thì Lan nghiên cứu tác động của isoproterenolone lên lưu lượng máu cánh tay của 9 người da đen và 13 người da trắng. Và mỗi đối tượng được đo lường lưu lượng dòng máu ở thời điểm bắt đầu, có nghĩa là khi chưa dùng isoproterenolone, và khi được dùng các cái isoproterenolone ở liều lượng tăng dần, gồm có 10, 20, 60, 150, 300 và 400 nanogram isoproterenolone trên phút. Nghiên cứu này với mục đích chính là xem rằng cái lưu lượng dòng máu khi đáp ứng với isoproterenolone ở người da đen và người da trắng có khác nhau gì hay không. Đây là một nghiên cứu được đăng trên tạp chí The New England Journal of Medicine, và nghiên cứu này nó có ý nghĩa để giải thích cơ chế phản ứng mạch máu của người da đen đóng vai trò trong cơ chế bệnh sinh của tăng huyết áp. Bộ số liệu này thì đây là bộ số liệu được thể hiện gồm có 22 đối tượng. Trong đó các biến số gồm có ID là thể hiện là từng người một, race là chủng tộc, có nghĩa là người da trắng hay người đen, và các cái biến số FPF ở 0 tức là thời điểm không có thuốc, 10 FPF 10 có là với 10 nanogram trên phút của isoproterenolone và các thông tin tiếp theo. Và chúng ta làm thế nào để chúng ta vẽ được sự thay đổi của liều lượng máu cánh tay ở hai nhóm, nhóm người da đen là nhóm có cái màu tím và nhóm da trắng là thể hiện bằng cái đường màu xanh lá cây. Để thể hiện cái số liệu này thì chúng ta hãy đưa ra một, chúng ta sử dụng phần mềm Stata. Và trong cái những từ khóa chúng ta học bao gồm, thứ nhất là reshape long, tức là để xếp, sắp xếp các cái số liệu theo dạng dọc, gồm nghĩa là các đối tượng nghiên cứu thì sẽ gồm có được thể hiện ở nhiều bản ghi, nhiều record khác nhau, và mỗi bản ghi thể hiện ở tại một thời điểm. Chúng ta sẽ đã dùng lịch collapse, tức là cái lịch để chúng ta tính các con số thống kê từng cá nhân. Trong đây chúng ta sẽ tính cái lịch collapse theo mean, tức là tính trung bình, SD là tính độ lệch chuẩn, và by tức có nghĩa là theo từng đối tượng nghiên cứu, hoặc là từng theo cái chủng tộc, hoặc là từng liều thuốc. Cái chữ UL là viết tắt của upper limit, và chữ EL là viết tắt của chữ lower limit. Thì upper limit thường là được thể hiện bằng trung bình cộng với độ lệch chuẩn, còn lower limit là thường là thể hiện của trung bình trừ cho độ lệch chuẩn. Thì chúng ta cần cả cái thông số này để cho vẽ biểu đồ. Chúng ta sẽ cũng vẽ biểu đồ two way, tức là vẽ biểu đồ hai chiều, trong đó trục khoanh là trục x, và trong trường hợp này đây là liều lượng của isoproterenolone, và trục tung là trục y, thì trong trường hợp này đó là lưu lượng dòng máu cánh tay. Chúng ta sẽ dùng các dạng biểu đồ connected, tức là nó gồm có các cái marker được kết nối với nhau, cho nên gọi là connected. Và chúng ta cũng dùng các cái biểu đồ phạm vi, range plot, tức là trong đây chúng ta sẽ vẽ những cái đường để cho biết phạm vi dao động của sai số. Chúng ta cũng ngoài ra, chúng ta sẽ cũng trình bày về cái thang đo logarit. Và bởi vì trong cái thí dụ vừa trên của chúng ta vừa dùng, đó là chúng ta sử dụng cái thang đo logarit. Trong cái, chúng ta sẽ làm thí dụ như trong trường hợp như sau. Chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ mở các cái tập tin số liệu ra, chúng ta open, và chúng ta sẽ dùng cái tập tin là isoproterenolone. Đây là tập tin số liệu của nó, và chúng ta thấy đây là cái dạng số liệu theo chiều ngang, có nghĩa là theo chiều y, có nghĩa là mỗi đối tượng nằm ở trong một cái hàng, và các cái biến số của đối tượng đó nó nằm ở các biến số và các cột khác nhau. Bây giờ nếu tôi muốn chuyển các cái số liệu này, tức là tôi có một cái biến lưu lượng và một cái biến liều, tức là một cá nhân thì được dùng nhiều liều thuốc, và mỗi cá nhân với nhiều liều thuốc khác nhau nằm ở các bản ghi khác nhau, thì chúng ta chuyển cái số liệu
sang dạng là số liệu dọc hay là số liệu long. Tôi sẽ dùng cái lệnh là tôi đánh chữ reset long, và sau đó thì tôi phải cho cái stop, tức là cái biến và cái tên mà gốc của tất cả các biến mà chúng ta muốn kéo dài ra theo chiều dài. Chúng ta cho y và chúng ta có gì, thì sau y chúng ta phải liệt kê cái biến mà để xác định từng đối tượng được phân tách ra. Và g là chúng ta nhớ rằng là sau khi chúng ta có cái stop thì chúng ta sẽ có các con số phía sau, số 0, số 10, số 20, số 60. Thì số này nó nói lên cái biến số gì? Nó nói lên liều thuốc. Cho nên trong nghiên cứu này tôi đọc tên đó là dose và tôi đánh ra. Và khi tôi làm xong lệnh thì các cái số liệu này nó chuyển thành cái số liệu dọc. Sau khi chúng ta có số liệu, bây giờ tôi sẽ vẽ biểu đồ. Chúng ta sẽ vẽ biểu đồ hai chiều, tức là có trục x là liều thuốc và trục y là lưu lượng máu. Tôi sẽ chọn là graphic và two way. Tôi sẽ đầu tiên là tôi chọn là tạo ra biến là create. Tôi đầu tiên là tôi chọn cái biến mô tả cái đường lưu lượng mạch máu, dòng máu của những người da trắng, tức là cái người mà có cái race được mã hóa là số 1. Tôi sẽ vào trong cái biểu đồ này và tôi chọn là connected, đó. Basic và connected. Tôi chọn biến y, tức là biến những cái biến để chúng ta sẽ mô tả trung bình. Đó. Thì để chúng ta có biến những biến trung bình và biến về độ lệch chuẩn thì tôi dùng click collapse. Tôi dùng collapse và tôi sẽ collapse theo trung bình, tức là mean. Đó. Và tôi đặt tên biến là trung bình và nó sẽ bằng trung bình của cái FPV. Và tôi sẽ chọn cái biến thống kê SD, tôi đặt tên là độ lệch chuẩn và nó sẽ bằng là của FPF. Và tôi phân nhóm nó theo liều thuốc và theo chủng tộc, chúng ta theo do và rest. Như vậy thì tôi sẽ ra cái biến này. Tôi sẽ tạo ra hai biến là upper limit thì nó sẽ bằng là trung bình cộng cho độ lệch chuẩn, và tôi sẽ tạo ra biến lower limit là sẽ bằng là trung bình trừ cho độ lệch chuẩn. Và tôi sẽ xem lại số liệu ở đây thì chúng ta sẽ có trung bình của người da trắng, của người da đen khi mà không dùng thuốc, hoặc là khi dùng 10 mg/nanogram trên phút của thuốc, và chúng ta sẽ có cái giới hạn trên và chúng ta sẽ có cái giới hạn dưới. Bây giờ thì chúng ta có thể vẽ được biểu đồ. Chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta sẽ dùng two way và chúng ta tạo ra cái biến và chọn là connected. Chúng ta chọn biến y ở đây, đó là biến trung bình, tức là biến x ở đây đó là biến dose. Và trong trường hợp này tôi chỉ vẽ cho người da trắng, cho nên tôi chọn đây là race bằng 1. Tôi quay trở lại plot ở đây. Cái đường mô tả đường này thì giả sử tôi chọn nó là màu xanh lá cây, nên chọn đây là green. Đó. Và tôi bấm accept. Cái người mà ở cái marker là cái dấu gì thì chúng ta sẽ nhìn lại ở hình này. Chúng ta dấu là dấu hình tròn, nên chúng ta chọn đây là symbol. Ở đây là chúng ta chọn là circle. Và màu ở đây chúng ta cũng là màu green, màu xanh lá cây. Chúng ta bấm accept. Đó. Và khi đến này thì chúng ta sẽ bấm ok. Chúng ta ra được cái accept. Và chúng ta bấm submitted thì chúng ta sẽ ra được cái kết quả của chúng ta. Đó. Thì đây là chúng ta sẽ ra. Tuy nhiên cái đường này thì nó có hơi dở một chỗ. Là con đường này nó thấy rằng là chúng ta sẽ không có rất là những cái điểm mà ở cái phần phải tay trái, tức là liều 0, liều 10, liều 20 thì rất sát nhau, trong khi những liều 300, 400 nó rất xa. Thì để thay đổi điều này chúng ta dùng thang đo logarit. Và như vậy thì chúng ta sẽ, nhưng mà chúng ta nhớ rằng là khi chúng ta tạo thang đo logarit
thì con số 0, low log của 0 sẽ bị là con số trừ vô cực, cho nên là kết quả chúng ta nó sẽ không đẹp. Tôi sẽ minh họa nhưng mà sau đó sẽ hiệu chỉnh. Tôi chọn biến x ở đây, trục x ở đây, tôi chọn x scale là chúng ta chọn thùng là thang đo logarit và bấm submit đó. Thì chúng ta sẽ ra cái kết quả, thì chúng ta thấy rằng kết quả nó không có đẹp, tức là đi zero và ở đây là các số khác. Vì vậy chúng ta phải đổi cái liều zero thành con liều nào khác không đó. À, trong thí dụ này chúng ta quay trở lại, chúng ta tạo là replace dose bằng 6 if dose bằng 0 đó. Và khi chúng ta làm rồi thì chúng ta có quyền vẽ lại thử xem sao. Thì chúng ta thấy cái đường này nó tương đối đẹp hơn. Và chúng ta cũng cần bổ sung thêm là ở phía này chúng ta sẽ có những con số, tức là 0, 100, 110, 300, 400. Chúng ta muốn thay đổi những cái đánh dấu, nó không phải là 0, 100, 200, mà chúng ta sẽ là 10, 20, 60, 150, 400, 1000. Thì cách chúng ta làm như sau. Chúng ta accept vào cái tích của cái trục ngoành và chúng ta sẽ đánh vào cái custom. Chúng ta sẽ chọn đây là 10, 20, 60, 150 và chúng ta là 400 và chúng ta cho 1000. Chúng ta bấm accept và chúng ta chọn cái scale, thì chúng ta sẽ chọn cái nhẹ nhọn này là gì? Thấp nhất là 6 chẳng hạn và cao nhất chúng ta sẽ là 1000. Chúng ta bấm accept và chúng ta bấm submit. Đó. Thì chúng ta sẽ có vẽ những cái đường như chúng ta đã nhìn thấy ở đây. Như vậy thì cơ bản trục hoành và trục tung là tốt. Bây giờ chúng ta vẽ những phần còn lại. Chúng ta sẽ vào trong cái plot và chúng ta vẽ thêm một cái biểu đồ cho người da đen. Chúng ta cũng chọn connected đó. Và chúng ta chọn biến y đây là trung bình, biến x đây là dose, chúng ta chọn các thuộc tính đây là cái màu là chúng ta chọn màu tím và chúng ta chọn cái marker đó. Chúng ta cũng là chọn marker trong thí dụ này thì chúng ta chọn cái marker là một hình quả trám, tức là hình diamond. Chúng ta chọn symbol là diamond và chúng ta chọn cũng chọn là màu tím. Sau khi chúng ta chọn xong phải không? Rồi, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ xem thử cái đường hình nó như thế nào. Ở đây nó không được là tại vì chúng ta chưa có mô tả cái đường màu tím này chỉ cho người da đen thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta chọn if in, chúng ta cho bitrate bằng 2. Đó. Có nghĩa là chúng ta chỉ mô tả cho những người da đen mà thôi. Thì nó sẽ vẽ vẽ cái đường cho những người da đen. Bây giờ thì chúng ta vẽ cái biểu đồ về cái thanh sai số hay là error bar. Chúng ta sẽ tạo create tiếp tục và chọn ở đây là cái range plot và chọn là range range spike. Chúng ta chọn biến y trong trường hợp da trắng thì chúng ta chọn là upper limit và vẽ cho tới đường trung bình và biến x đây là chúng ta chọn là dose và các thuộc tính của spike này. Đó. Thì chúng ta sẽ cho cái màu đây là màu xanh lá cây và accept và chúng ta chọn đây là rest bằng 1. Và tương tự như vậy chúng ta cũng tạo ra một cái nhóm cho người da đen. Đó. Chúng ta chọn là range plot, chúng ta chọn range by, chúng ta chọn ở đây là giới hạn trên của này là trung bình và dưới của nó thì là lower limit. Và chúng ta sẽ chọn dose đó. Và chúng ta cũng chọn cái spy đây, chúng ta chọn màu đó là màu của chúng ta là màu tím purple đó. Và chúng ta sẽ chọn ở đây là chỉ cho người da đen thôi, race bằng 2 đó. Và chúng ta sẽ vẽ ra được như vậy thì chúng ta sẽ vẽ ra được biểu đồ như chúng ta mong muốn. Nếu mà chúng ta muốn vẽ cái biểu đồ này ở đây chúng ta sẽ có trục tung và trục hoành. Muốn biểu thay đổi cái trục tung và trục hoành một cách phù hợp bởi vì chẳng hạn trong đây chúng ta gọi là cái isoprenolone,
và đây là lưu được một cánh tay, thì chúng ta sẽ thêm như sau. Chúng ta sẽ vào trong trục y, chúng ta đánh vào là lưu lượng máu cánh tay. Và chúng ta bấm OK. Và chúng ta tương tự, chúng ta cho trục hoành, thì chúng ta sẽ chọn biến là trục hoành, chúng ta chọn là isoproterenol và chúng ta chọn là nanogram 9 phút. OK. Submit. Thì chúng ta sẽ ra cái biểu đồ. Ở đây thì chúng ta có thêm một chút nữa, tức là chúng ta muốn thay đổi, muốn có cái dấu thanh ngang, có một spine, thì chúng ta sẽ quay trở lại cái plot này và chúng ta edit của nó. Và chúng ta là whip cap, tức là nó có cái chặt nằm ngang. Đó. Thì chúng ta sẽ chấp nhận. Và trong biểu đồ hình số 4, chúng ta cũng cho thêm một cái scap, tức là cái trục nằm ngang. Thì chúng ta sẽ ra, thay vì nó thẳng đứng như vậy, thì nó sẽ có một cái đường cáp, tức là cái đường gạch ngang ở trên. Thì đó là cái điều biểu đồ mà chúng ta đã vẽ xong. Thì chúc các bạn có thể thực hiện được biểu đồ như chúng ta mong muốn. Tóm lại, chúng ta đã quen các từ khóa, tức là reshape long, tức là xếp lại các cái số liệu theo chiều dài. Chúng dùng collapse để chúng tạo ra trung bình và độ chuẩn theo từng nhóm chủng tộc và theo liều. Chúng ta có cái giới hạn trên, upper limit, đó là trung bình cộng độ chuẩn, và lower limit, tức là trung bình trừ độ chuẩn. Chúng ta sẽ vẽ các biểu đồ này với các cái biểu dạng connected, tức là dạng kết nối, hoặc là range plot. Và chúng ta cũng đã sử dụng cái trục x với là cái trục mà có cái thang đo logarit. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.